Hạ tầng giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị luôn ưu tiên quan tâm đầu tư cho lĩnh vực này, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đi qua Quảng Trị hôm nay, những con đường trải nhựa uốn lượn kết nối các vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh, vùng dân cư đông đúc đầy sức sống. Để phục vụ kinh tế xã hội phát triển ngày càng mạnh, Quảng Trị đang quyết tâm tập trung đầu tư thêm nhiều công trình giao thông trọng điểm. Đầu năm 2021, Quảng Trị đón nhận tin vui, đó là Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà với số tiền gần 800 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2023. Ngoài dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, Chính phủ đồng ý đưa vào quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường bộ dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D từ cảng Mỹ Thủy đến cửa khẩu quốc tế La Lây, dài 92 km. Để phát triển mạnh hơn, Quảng Trị đặc biệt chú trọng đến hệ thống giao thông đồng bộ từ đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển với hệ thống hạ tầng logistics kèm theo. Cảng hàng không Quảng Trị thì đã được Thủ tướng đưa vào phê duyệt quy hoạch chung tổng thể vào năm 2018 là một trong 28 cảng hàng không nội địa. Vào ngày 26 tháng 1, bằng quyết định số 188 thì Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt quy hoạch chi tiết. Thì đến thời điểm hiện nay chúng ta phải khẳng định rằng là về mặt cơ sở pháp lý chúng ta đảm bảo vững chắc đầy đủ để chúng ta kêu gọi đầu tư. Và hiện nay là có hai nhà đầu tư lớn là tập đoàn FLC và tập đoàn TNT đã có cái văn bản xin nghiên cứu dự án cảng hàng không này. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây. Dự án này thì có tổng chiều dài là 55 km với tổng mức giai đoạn 1 là trên 2.000 tỷ đồng. Với việc mà hình thành dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây thì chúng ta đã mở toang ra được cái cánh cửa của thành phố Đông Hà kết nối đô thị biển thông qua cái trục nối từ ga Đông Hà về đến khu đô thị biển Cửa Việt. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của các bộ, ngành, trung ương, chính phủ để sớm khởi công xây dựng sân cảng hàng không, quốc lộ 15D, đường ven biển, hoàn thành cao tốc đoạn qua địa phương để có cơ sở hạ tầng giao thông tốt, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, tạo điều kiện cho Quảng Trị phát triển lên tầm cao mới.